hướng tới mục tiêu chuyển đổi số và thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy công tác cải cách hành chính ở cấp xã phường nhằm tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính ngay ở cơ sở. Các địa phương đã có nhiều cách làm hiệu quả, thiết thực, tạo được sự tin cậy, hài lòng trong nhân dân. Ghi nhận tại phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê. Đây là trang thông tin chính thức chính quyền điện tử phường Thanh Khê Đông trên nền tảng Zalo, vừa đi vào hoạt động vào đầu tháng 9 vừa qua. Với một chiếc điện thoại thông minh, người dân có thể dễ dàng truy cập vào trang Zalo này để tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính, trao đổi, hỏi đáp, phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính, xem tin tức, sự kiện, công tác tuyên truyền, chủ trương, chính sách pháp luật của phường Thanh Khê Đông. Với những tiện ích mang lại, người dân doanh nghiệp có thêm lựa chọn để thực hiện các thủ tục hành chính mà không cần tới trực tiếp phường. Trang Zalo chính quyền điện tử phường Thanh Khê Đông. Trang này cũng song song hành với cái trang của cổng thông tin chính quyền thành phố Đà Nẵng, thì giúp cho nhân dân cũng như là các cơ quan doanh nghiệp thì có thêm một cái kênh nữa để tham gia vào cái việc giải quyết thủ tục hành chính, cũng như là nắm bắt thông tin, cũng trao đổi truyền thông, cũng như là nhiều vấn đề liên quan đến cái việc mà đời sống, chính sách, pháp luật cũng như các phong trào của địa phương đó dân, để nhân dân nắm và cũng có cái kênh là phản hồi giữa nhân dân với phường để phường trực tiếp xử lý nhanh kịp thời cho bà con. Tại phường Thanh Khê Đông, 100% cán bộ công chức phường thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử công vụ để trao đổi văn bản điện tử, góp phần tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, nhiều thủ tục hành chính được ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức. Phường triển khai vận hành tốt hệ thống phần mềm một cửa liên thông, nâng cấp trang thông tin điện tử phường với nhiều tính năng đáp ứng việc thực hiện chuyển đổi số trên tất cả các ứng dụng và thiết bị thông minh. Khi đến đây thì mình thấy các cán bộ nhân viên phục vụ rất là nhiệt tình. Cái thời gian xử lý hồ sơ rất là nhanh, được cải thiện nhiều. Bây giờ trên thời đại công nghệ thông tin phát triển thì các app được sinh ra để phục vụ các thủ tục hành chính được nhanh hơn, thì mình thấy mấy cái app này phục vụ mình đăng ký trước đến không cần lấy số gì hết. Để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, phường Thanh Khê Đông cũng đã triển khai mô hình ngày thứ bảy tình nguyện. Cứ đều đặn vào ngày cuối tuần, các đoàn viên thanh niên của phường sẽ có mặt để hỗ trợ hướng dẫn người dân về các quy trình thủ tục còn thắc mắc. Mình sẽ hỗ trợ cho người dân bằng một phương pháp mà nó sẽ đơn giản hơn, đó chính là đăng ký tài khoản qua SMS. Sau đó mình sẽ hỗ trợ người dân lưu tài khoản lại và đổi mật khẩu. Sau đó là sẽ hướng dẫn người dân một vài thao tác cơ bản như là công chứng giấy tờ, khai tử hoặc khai sinh, v.v. Thực hiện kế hoạch tổng thể về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, phường Thanh Khê Đông nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, chuyển dần từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ nhân dân. Qua đó, bảo đảm duy trì và tiếp tục nâng cao chỉ số cải cách hành chính trong thời gian đến.